À, nhiều lắm hả? Ừ, thôi để dành cho tôi đi nghe. Rồi tôi nhờ con trai tôi chở xuống lấy liền đó. Nhớ nghe. Ừ, biết rồi, cảm ơn nhiều. Má nè, Tuấn đó hả? Con đang ở đâu vậy? Ừ, về nhà gấp đi. Chở má xuống nhà Hạ An lấy lá nhào với trái nhào nè. Ừ, họ nói là có nhiều lắm. Má đem về để má sắp nước uống đó con. Rất là tốt. Ừ, về liền đó nghe không? Ừ, thích quá. Ừ, kỳ này tôi về, tôi ở chơi với bà mấy ngày luôn. À, thằng Tuấn hả? Thì nó ở lại với tôi chứ sao? Hồi xưa đó hai đứa tụi nó đó không có chịu lấy nhau, thì bây giờ cho tụi nó làm anh em một nhà luôn cho xôm tụ. Ừ, vậy hen, gặp lại nhau sau nha. Ừ. Má, con có chuyện muốn nói với má. À, chuyện gì? Má, Gì vậy con? con nghe nói á là má cần lá nhào với trái nhào để sắc làm thuốc uống. Ừ đúng rồi. Bộ má thấy trong người không khỏe ở đâu hả? Ôi có cái gì đâu con. Thì cái bệnh của má bay biết rồi, là bệnh tiểu đường. Hồi còn trẻ thì nó tiếp 1, bây giờ già lớn tuổi rồi thì nó qua tiếp 2. Tao sợ đây không uống lá nhào trái nhào cái nó qua tiếp 3, tiếp 4, tiếp 5 gì đó không biết nữa. Trời ơi, vậy thì má phải nói với con để con đưa má đi khám bệnh chứ. À, thôi 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 thôi, con đã biết má là sợ bác sĩ, sợ uống thuốc rồi. Không có sao hết đó, để thằng Tuấn nó về nó đưa má đi, đừng có lo. Má cứ như vậy á là con càng lo lắng hơn á. Thôi má ngồi đó đi, má đợi con xíu nha. Con nhỏ này bữa nay cái gì vậy, đặt thuốc mỡ nữa. Gì vậy con? Má, Ừ. đây là Ala Pro, chuyên dành cho những người tiểu đường lâu năm như má uống đó. À, thôi thôi thôi, nghe nói tôi đã nói là má sợ bác sĩ, sợ uống thuốc rồi. Thôi má không uống đâu. Má yên tâm đi, cái sản phẩm này á là sẽ hỗ trợ cho sức khỏe của má tốt hơn. Con cứ cãi má hoài à. Má đã nói rồi là má sợ bác sĩ, má sợ uống thuốc lắm. Dẹp đi. Trời ơi má ơi, má cứ uống theo mấy cái lời đồn lung tung đó, rồi lỡ tiểu đường không hết rồi nó lên tiếp 3, rồi không khéo lỡ má chết luôn rồi sao? Cái gì chết? Người ta đã chỉ má rồi, chỉ cần sắc lá nhào trái nhào uống là hết bệnh tiểu đường liền. Người quen thân thiết, không lẽ họ hại mình hả con? Trời ơi, người quen thân thiết, vậy chứ con là con ruột của má mà má không tin. Thôi được rồi, má không tin con á, vậy con gọi bác sĩ cho má tin. Đó, thì con gọi bác sĩ đi, thế nào bác sĩ cũng nói y chang như má à. Alo, bác sĩ ơi. Dạ, chào bác sĩ. Chào bác, chào chị. Dạ, bác sĩ ơi, em với má của em á có tranh cãi với nhau về cái chuyện bệnh tiểu đường của má em, nên hôm nay á em dắt má em tới đây á, mong bác sĩ tư vấn giùm em nha. Đúng rồi đó bác sĩ. Được chứ. Dạ, vậy bác sĩ ơi, trước tiên á cho em hỏi là bệnh tiểu đường tiếp 1 á với tiểu đường tiếp 2 là như thế nào vậy bác sĩ? Với lại á em có nghe nói là tiểu đường tiếp 3 là nó có nghĩa là nó tăng dần theo cấp bậc là 1 2 3 đúng không bác sĩ? Chắc tăng dần tới chết luôn á. Không có đâu, để bác sĩ giải thích cho. Bệnh đái tháo đường là một bệnh mãn tính do tình trạng tăng đường huyết xảy ra do cơ thể mình nó có một cái tuyến gọi là tuyến tụy tiết ra insulin. Vì lý do nào đó mà tuyến tụy nó không tiết được insulin, và hoặc là cái nó vẫn tiết ra insulin nhưng mà cơ thể mình không sử dụng được, thì lúc đó đường huyết tăng lên thì mình thành đái tháo đường. Đái tháo đường tiếp 1 là gì? Là khi mà cơ thể mình không thể nào tiết được insulin thì lúc đó mình là đái tháo đường tiếp 1. Bệnh diễn tiến xảy ra rất là nhanh chóng và triệu chứng rất là rầm rộ. Còn đái tháo đường tiếp 2 là do cơ thể mình giảm tiết insulin. Bên cạnh đó, việc sử dụng insulin của cơ thể kém đi nên thành ra tăng đường, làm cho tăng đường huyết và thành đái tháo đường tiếp 2. Và bệnh thì có thể âm thầm lặng lẽ mà bệnh nhân không biết. Vậy là cái tình trạng đó là của má đó. Ừ. À, dạ bác sĩ làm ơn cho tôi biết là cái nguyên nhân làm sao mà
người cao tuổi dễ dẫn tới cái tình trạng mà đái tháo đường, nó rơi vào cái tình trạng tiếp 2. Với cái điều quan trọng nữa nè bác sĩ, tôi thấy những người bị bệnh tiểu đường á, họ mập ù không à, bự không à, mà sao tôi ốm nhách vậy cũng bị bệnh tiểu đường luôn bác sĩ, kỳ quá à. Rồi, để giải thích cho bác nghe nha. Dạ. Người lớn tuổi dễ bị đái tháo đường tiếp 2 tại vì sao? Tại vì quá trình mà giảm tiết insulin hồi nãy con đã giải thích cho bác đó, quá trình đó nó ngày càng giảm đi theo thời gian, cho nên người càng lớn tuổi thì khả năng bị mắc đái tháo đường tiếp 2 nhiều hơn. Bên cạnh đó, do thói quen của người Việt Nam mình là ăn uống thường nhiều tinh bột, ăn nhiều cơm, nhiều bún, nhiều mì, nhiều phở. Bác sĩ nói vậy đúng, tôi ăn cơm nhiều lắm bác sĩ đúng ơi. Đúng rồi, nên thành ra khi mà lớn tuổi thì cái khả năng giảm tiết insulin của mình nhiều rồi, mà thêm mình ăn lại nhiều tinh bột nữa, nhiều đường nữa, thành ra dễ bị đái tháo đường. Dạ. À là như vậy đó con. Vậy là giờ mình phải giảm ăn tinh bột nha má. Con nhắc má nghe. Con nhắc thì má phải nghe con á. Với lại bác sĩ ơi, má em á, có nghe người ta nói là cái chuyện mà lấy lá nhầu với trái nhầu làm thuốc uống á, hay là đúng rồi đó. Dạ. Hay là nói chung là mấy cái bài thuốc dân gian truyền miệng khác á, thì nó sẽ trị, hỗ trợ trị dứt điểm bệnh đái tháo đường luôn. Vậy có đúng không bác sĩ? Đúng không bác sĩ? Dạ. Lấy trái nhầu đó. Em với má em cứ tranh cãi hoài rồi. Rồi, bác với chị đừng có tranh cãi nhau. Thì thật ra tới thời điểm hiện tại thì chưa có nghiên cứu nào cho thấy là các bài thuốc dân gian có thể giúp điều trị dứt bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, một số bài thuốc, một số loại lá cây có thể giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ trong điều trị kết hợp Tây y. Ví dụ như mình có là lá vối hay nụ vối, mình pha nước như nước trà uống thì giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Hoặc là mình có những cái thực phẩm mà chứa thành phần là acid aminolevulinic, có tác dụng là giúp cho cơ thể sử dụng đường nhiều hơn, tiêu thụ năng lượng nhiều hơn, thì giúp cho từ đó thì lượng đường nó sẽ ổn định hơn. Chỉ có một số những cái mà được trình bày như vậy thôi. Đó, má thấy chưa? Vậy mà má không chịu nghe con vậy đó. Với lại bác sĩ ơi, bác sĩ cho em hỏi là muốn sống an toàn á, đối với người cao tuổi mà bị bệnh đái tháo đường như má của em á, thì phải sao vậy bác sĩ? Đúng rồi đó bác sĩ. Cái này cũng đơn giản thôi. Thì bệnh đái tháo đường thì mình điều trị làm sao cho ổn định đường huyết. Vậy cách nào mình ổn định đường huyết được? Thì bằng cách là mình ăn uống hợp lý, phù hợp, chế độ ăn dành cho người tiểu đường. Ví dụ như một ngày mình ăn chỉ được 3 lần thôi, sáng, trưa, chiều, hạn chế tinh bột, tăng cường rau, thịt và mình tránh những cái đồ ngọt đi. Bên cạnh đó, điều trị đái tháo đường là điều trị toàn diện, không phải là kiểm soát đường huyết không, mà chúng ta phải là kiểm soát luôn huyết áp, kiểm soát luôn mỡ máu, rồi tinh thần thoải mái, lạc quan. Thì lúc đó người bệnh đái tháo đường, đặc biệt là người cao tuổi, lúc nào cũng khỏe mạnh, không hề có biến chứng xảy ra. Nên là bác và chị cứ yên tâm. Dạ. Với lại có một điều này nữa, cho em hỏi thêm nha bác sĩ. Má của em á, thích ăn mấy cái loại trái cây ngọt ngọt giống như là sầu riêng hay là mít rồi mía đó. Má em thích lắm. Mà em thì em sợ. Mà má thích quá, giờ em cũng không biết làm sao hết trơn. Bác sĩ, mấy cái đó đâu phải là cục đường đâu, là bắt ăn được phải không? Không phải đâu. Thật ra mọi người một số quan niệm cho rằng trong trái cây là không có đường, hay là đường trái cây nó không có làm tăng đường. Nhưng mà thật ra tất cả các loại trái cây, kể cả trái cây chua, đều có đường trái cây. Vấn đề là nó đường ít hay đường nhiều. Đặc biệt cái loại trái cây mà ăn vô càng ngọt thì đường càng nhiều. Vậy đường trái cây nó có hại gì không? Đường trái cây nếu như mình ăn nhiều thì nó vẫn làm tăng đường. Ngoài ra nó còn làm tăng chuyển hóa mỡ, làm tăng mỡ trong máu nữa. Ví dụ như mình ăn trái cây mà nó nhai, mình phải nhai nhiều mà chua thì trái cây đó tăng đường ít. Mà trái cây mà mình thấy mà mình ăn vào nó tan ra đường, nó ngọt, là cái trái cây đó là làm tăng đường nhiều. Nên thành ra bác với chị cũng phải cẩn thận. Mình ăn mình phải chọn lọc những trái cây mà chua thôi. Và trái cây nào mình ăn, mình nhai nhiều thì lúc đó là đường nó sẽ không tăng. Vậy vậy mốt má phải chịu khó nghe lời con đó nha. Thì bác sĩ nói con phải nhớ, đứa con phụ con nhắc má chứ. Con nhớ là nhớ rồi mà mấy lần nói má cứ la con hoài. Má con em á, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
sau này á mà có người nhà hay là bạn bè của em á cần tư vấn về bệnh đái tháo đường, mong là bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Đồng ý, bác sĩ sẵn sàng tư vấn không chỉ bác và chị mà tất cả mọi người. Nếu có thắc mắc về bệnh đái tháo đường thì chỉ cần alo bác sĩ nghe.